Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2019 nha mọi người nhé. Chiếc này là sản xuất 2019 và động cơ 2.0. Đây là phiên bản 6.5 màu trắng biển Hà Nội. Đó, 30F 971.56. Đó, rất là đẹp. Chiếc này là phiên bản 6.5 nha mọi người nhé. Lưu ý của em, năm 2019 thì sẽ có hai phiên bản. Và phiên bản này của em là phiên bản 6.5, khác hoàn toàn so với phiên bản trước đó nhá. Chạy được 2 vạn km. Đây, em sẽ quay cái điểm khác biệt rõ rệt nhất. Mọi người nhìn thấy em cái la răng này. 2019 bản 6.5 thì nó sẽ như này. Còn nếu mà là 2.0 bản 6.0 ấy, thì la răng nó như này. Đó, hai chiếc hoàn toàn khác nhau nhá. Rất là mới, chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Chạy có 2 vạn km thôi. Mazda 971.56. Cái này là đèn LED này. Rất mới, chiếc xe này khá là mới. Đó, tất cả mọi chi tiết thì chủ xe họ đều bọc và giữ gìn rất là cẩn thận. Lắp thêm một cái bậc dẫm. Đây thì có mạ chrome thôi. Ghế theo xe. Rất mới ạ. Trên thế hệ 6.5 này thì nó khác một. Đó, khác so với bản kia. 17.000 km ạ. Sản xuất 2019, một chủ xuống từ đầu, biển số Hà Nội. CX-5 thì là một trong số những dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất rồi. Sử dụng động cơ Skyactiv, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu của CX-5. Xe này thì bên em hỗ trợ mọi người vay 75%. Và tất nhiên là bao trước hãng, tiết hãng toàn quốc ạ. 75% thì xe này em sẽ hỗ trợ được khoảng ít nhất là 500 triệu cho tất cả quý vị và anh chị nhé. Anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng cơ tiền trên 300 triệu một chút thôi thì đã có thể sử dụng một chiếc xe CX-5 rồi, mà lại phiên bản 2019 nhé. Model mới nhất thế hệ 6.5. Rồi, xin lỗi quý anh chị một chút, đang quay thì có khách hàng đến xem xe luôn. Nên là em sẽ dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Và xe này thì hiện tại bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 845 triệu. 845 triệu cho một chiếc Mazda CX-5 sản xuất 2019 thế hệ 6.5 nhé. 845 triệu. Tất nhiên là bao test và bao check toàn quốc rồi. Đây là một anh khách đang xem rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những clip sau.